chúc cho mình năm nay bán đắt luôn nha. Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét Đẹp Miền Tây. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực của quảng trường Hùng Vương, Mỹ Tho, Tiền Giang nè. Ở đây là hình ảnh về con rồng, con rồng của đường Hoa Xuân, chợ Hoa Xuân, Mỹ Tho, Tiền Giang nè. Hình nhìn thấy con rồng rất là đẹp luôn. Không biết là bằng mốt hay bằng gì nữa, nhưng mà nhìn thấy là cứng cáp nha. Có lẽ là ở đây là hai con rồng, bên đây em thấy một con rồng nè. Rồi ở bên kia chắc lẽ là có thể là có con rồng nữa. Trên xe em thấy đang vận chuyển con rồng xuống kìa. Ở xa xa á. Đoạn nào có nhạc quá thì có thể là em sẽ tắt tiếng nha cô chú anh chị em. Đó, con rồng phía trước á, đang vận chuyển trên xe xuống. Ở đây thì em thấy là anh em công nhân vẫn còn đang thi công nè. Nó đang hàn mấy cái khung sắt để mà làm cái giá, làm cái chân cho cái những cái chi tiết này nè, làm những cái tiểu cảnh nè. Cũng đẹp quá ha. Đây thì để lắp đặt những cây đào giả nè, những cái mai giả nè ở xung quanh nè. Đây thì hôm nay em thấy là đang vận chuyển hoa vô nè. Xuân Giáp Thìn 2024 đó, âm bản là đang vận chuyển hoa xuống. Phía xa xa cô chú là nhìn thấy đó. Tại hiện tại thì anh em công nhân người ta đang thi công cho nên cũng không thể nào lại gần được á. Đó, đang vận chuyển hoa xuống á. Ở bên đây cũng có một con đường hoa xuân đó nè. Thì nói chung là trong cái quảng trường, khu vực quảng trường á, người ta sẽ thi công nhiều cái tiểu cảnh lắm. Như bên đó thì em thấy là cái vòng tròn đó thì có lẽ là cái đường đi để mình đi tham quan. Còn chính giữa này là cái quảng trường, và ở phía sau cái chòi lá đó đó là cái quảng trường á. Ở đây thì em thấy là góc này thì để có là hoa cúc, xa xa bên trong có cúc tím rồi nè, cúc cao, cúc màu tím á. Năm nay em thấy là triển khai khá là đẹp á, vì con rồng của năm nay nè. Rồi bây giờ đi vòng vòng đi tham quan với em đó nha, quanh đó nha, coi mấy tiểu cảnh bển. Ở đây cũng có một cái tiểu cảnh cũng gần sắp sửa hoàn thành rồi nè. Ở bên dưới em thấy là lót cái hẳm cỏ xanh này, có thể là sẽ để những cái chậu lên bên trên cũng không chừng, hoặc làm những cái tiểu cảnh ở bên dưới chân bên dưới đây nữa nè. Để di chuyển qua đây cho cả nhà nhìn rõ hơn nha. Ở bên trên để chữ Tiền Giang, nhìn kỹ sẽ thấy được chữ Tiền Giang ở bên trên. Là thi công, em thấy là thi công xuyên đêm luôn nha. Tối rồi mà vẫn còn làm nè. Ở bên trong đang làm trong luôn á, làm gấp rút luôn mà. Ở bên bển là con rồng bên bển. Hai con rồng đang đối mặt với nhau nè. Một con rồng bên phải đó, rồi với một con rồng bên trái nè. Hai con rồng song long nha. Hai con rồng song long. Và ở xung quanh thì em thấy là xa xa có để những cây mai, cây đào giả nè. Ở bên bển đang làm những cái tiểu cảnh đó. Mấy anh công nhân đang thi công bên bển. Thì đẳng có để những cái tiểu ảnh nhỏ đẳng kìa, mà cả nhà cùng xem tiếp với em nha. Đang vận chuyển những cái tiểu cảnh xuống bên dưới. Trang trí con rồng quá đẹp.
bên dưới đây thì em thấy là để những cái chậu cúc tím nè, những chậu cúc tím bên dưới. Bên đây là cúc màu vàng chanh, bển là cúc màu cam. À, ngay đó thì để chữ vạn sự như ý. Đang vận chuyển vô, cả nhà nhìn thấy không? Rồi có một số, em thấy là có một số con rồng nhỏ đó kìa. À, rồi những cái thổi vàng nữa nè. Đỡ xa xa ở bên trong em thấy đây chứ tiền giang chào xuân 2024 nha. À, nếu mà quý vị nhìn kỹ á sẽ thấy được cái chữ chào xuân 2024. Tối cho nên là sơn có thể nó hơi mờ nha. Tại hiện tại ở trong vị trí bên trong cái đường hoa xuân thì vẫn chưa vô được nha. Anh em đang thi công xong, khi nào hoàn thành thì mới vô được. Lối em nhớ không lầm là lối 27 Tết là mới cho vào bên trong cái khu vực đường hoa xuân, lúc đó thì mới hoàn thành. Họ đang vận chuyển con công vô nè. Anh em thì đang làm ráo riết luôn. Và những hình ảnh này em xin được phép gửi đến các cô chú, các anh chị em ở xa quê hương, có quê hương ở Tiền Giang, cho mình thấy được hình ảnh nhớ lại cảnh quê hương mình nha. Và cũng đừng quên là bấm like trên video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Cũng như em xin gửi lời chúc đến toàn thể quý diễn giả, cô chú, anh chị em gần xa đón năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và gặt hái được nhiều thành công hơn nha. Góc này cô chú có thể nhìn thấy rất rõ hoa kiển chở trên xe tải chở xuống vị trí của đường hoa Hùng Vương nè, để đưa vào khu vực của quảng trường để làm cái đường hoa xuân. Trong thời gian sắp tới, khi đường hoa xuân của Mỹ Tho hoàn thành thì em sẽ chia sẻ những hình ảnh cho cả nhà mình thấy tường tận rõ ràng hơn nha. Còn hiện tại thì vẫn còn đang thi công cho nên là những cái vị trí nhiều tiểu cảnh thì vẫn chưa có hoàn thành cho nên nó cũng chưa đẹp lắm. Nhưng mà đây là video cập nhật cả nhà mình nắm bắt và biết được. Hôm nay thì đã là 22, đêm 22 Tết rồi. Đang vận chuyển hối hả luôn, nguyên một xe tải lớn luôn nha. Có nhiều loại hoa kiển bên trong lắm. Ở đây là cúc nè, di chuyển lại gần cả nhà mình cùng xem cúc nha. Cúc vàng chanh. Đó, đang vận chuyển hoa xuống nha cả nhà. Nhìn thấy hình ảnh này rất là nhộn nhịp luôn. Thì là thấy nhiều anh em rất là mệt luôn nhưng mà ai cũng miệng cười tươi hết trơn á. Mang những hoa xuống nè, rồi sau đó em thấy là chắc xuống đây bắt đầu ở trong đó thì mấy anh ở trong đó nó mới vận chuyển vô để đúng vị trí thiết kế của các cái tiểu cảnh đó. Nhạc nhiều quá có thể là em sẽ tắt tiếng nha, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Anh em làm đông lắm, làm đông đông lắm đó, đang vận chuyển xuống á.
những chiếc xe đồ chơi nè, để cho các bé là mua vé là chạy chơi nè, xe điện nha. Đó. Ai muốn chơi thì về đây chơi, cỡ chở các bé về đây chơi. Hiện tại thì khung cảnh bên phía trước thì rất là nhộn nhịp luôn. Bên trong cũng có sân khấu của cái chương trình ca nhạc văn nghệ đó. Và khu vực trong đó thì có đường hoa, chợ hoa Xuân. Chợ hoa Xuân thì phía trước cả nhà mình nhìn thấy đó. Phía trước cả nhà mình thấy và phía sau này nữa. Còn mé bên đây là khu vực của cái quảng trường chính. Và trong quảng trường chính sẽ là nơi làm cái đường hoa Xuân. Và video này em cập nhật vào lúc 21:11:45 thứ năm ngày 1/2/2024, và cũng chính là 22 Tết tại quảng trường Mỹ Tho, Tiền Giang. Ở đầu video cô chú cũng nhìn thấy được hình ảnh của cái việc thi công đang gấp rút cho cái đường hoa Xuân. Và bây giờ thì mời các nhà cùng theo em đi xem chợ hoa Xuân vào đêm 22 Tết hôm nay nữa nhé, tại quảng trường Mỹ Tho, Hùng Vương, tỉnh Tiền Giang. Bắt đầu em sẽ chạy cái vòng ngoài trước, các nhà xem hoa ở vòng ngoài trước nha. Giờ này cũng trễ rồi nhưng mà thấy cũng còn đông dữ lắm. Thấy để khúc đại nè. Còn đây là những cây hạnh, cây khế. Mua được hai chậu cúc rồi nè. Chắc lẽ là cũng khuya rồi cho nên cũng hơi vắng. Đoạn này thì bán gì cúc đại rồi cúc tím đó nè. Đó. Cúc đại, cúc tím. Để nhiều lắm. Có hoa dừa nè. Đây hoa dân thọ. Hoa dân thọ với cúc mâm xôi cũng nở dữ lắm nè. Nở bự luôn. Đấy, cũng còn nhộn nhịp nhưng mà giờ cũng trễ rồi. Nay ghé đây hơi trễ, đi công việc ghé hơi trễ. Hướng dương lùng, cúc, trạng nguyên, hoa hồng. Ở mấy đầu đường này là những cái bông giấy nè. Bảng giá hoa bách hợp. Cho cả nhà mình xem cập nhật luôn nha. Đây có để bảng giá hoa bách hợp luôn nè. Chậu đen là 3 cây 100. Chậu đen 3 cây 160. Một chậu 300.000 một cặp. 3 cây VIP là 190 một chậu, 360 một cặp. 4 cây là 240 một chậu, 460 một cặp. Có để bảng giá rất là rõ ràng đó nha. Coi tham khảo ghé chợ hoa Mỹ Sơn Ho nha. Em chào chị. Ủa chị ở đâu mình về đây mình bày bán đây hả? Cái này là ở Đà Lạt mới về. Dạ Đà Lạt chị đem về đây bán. Năm rồi chị có về đây bán không? Có. Dạ. Nhiều năm rồi. Dạ nhiều năm mình về đây bán. Năm nay chị bán hay sao, đỡ không? Theo như bây giờ là mất 3 Tết thôi nhưng mà thấy cái tình hình mua thì đang ok. Dạ. Với đợt này á là
cho mình năm nay bán đắt luôn nha. Dạ dạ em cảm ơn. Cả nhà mình có mua bách hợp thì ghé ở khúc mà đầu đường này nha cả nhà. Đó, mình ghé để ủng hộ chị nha, mua bách hợp rất là đẹp luôn. Cái này là ngay Tết là nở luôn đúng không chị? Đúng, thấy bóp bóp hết trơn rồi nè. Cái này là sắp nở rồi. Dạ sắp nở rồi. Dạ, bây giờ mình mua về là chơi vừa luôn nha cả nhà. Rồi em cảm ơn chị luôn nha. Rồi bây giờ cùng đi tham quan tiếp với em nữa nha. Ở phía đầu này thì em thấy cũng có những cái chậu hoa giấy nè, rất là bự đẹp luôn nè. Chậu hoa giấy rất là đã luôn. Hoa giấy nhiều màu nha cả nhà. Rồi giờ mình cùng đi tiếp nha, vòng bên đây nha, tham quan tiếp. Chỗ đây nhạc nhiều quá, có thể là em sẽ tắt tiếng nha. Mà mong cô chú thông cảm nha, em lồng nhạc vô. Cái chậu hoa sưng của Mỹ Tho nó rộng dữ lắm, cho nên là mới chạy xe cập nhật cả nhà mình hết được, mới hết được. Bên trong đó là chương trình ca nhạc, văn nghệ, cho nên hơi ồn xíu nha, mong cả nhà thông cảm nha. À, đang mua hoa nè. Cốt mâm xôi. Dạ. Bán đắt luôn nha chú. Bán đắt luôn nha chú. À, mình cũng đi tiếp tham quan nữa. Hoa dạng thọ cũng để nhiều lắm nè. Dạng thọ. Của cái này chương trình văn nghệ của Bình Minh Tiền Giang nè, TG nè. Chương trình văn nghệ của thằng đó. Rồi đi tiếp thôi, đi tham quan tiếp thôi. Mấy cái bông giấy này cũng đẹp lắm nha. À, cúc nè. Đi chơi dẫn theo chó luôn. Dữ dằn thiệt chứ. Đi vòng quanh đây. Nhạc có chừng nhạc rồi chắc tắt tiếng rồi quá. Ồ, trên đây mới đông rồi nha cả nhà. Cũng nhiều người đi chơi lắm, khuya mà cũng còn nhiều người đi chơi lắm. Thì bán ốp lưng điện thoại nè, dán cường lực. Ồ, bên bển có nhiều người lựa hoa giấy nè, hoa giấy giống hoa giấy Phú Sơn lắm, chắc là Phú Sơn Chợ Lách đem qua, chứ Tân Dương thì lên đây thì nó cũng hơi xa. Mà nói chung là Tân Dương của Đồng Tháp hay hoặc là Phú Sơn thì cũng đều xa đối với Mỹ Tho. Thấy có nhiều người đang lựa hoa giấy lắm nè. Người buôn bán qua kiểm phải tự bảo vệ tài sản đồ dùng cá nhân, không nấu ăn, phơi quần áo, khăn mặc trong khu chợ qua xuân cũng như quảng trường. Đang lựa hoa giấy nè. Không lấn sang diện tích của người khác hoặc lấn ra lối đi, không được kinh doanh sai phạm thôi. Đã đăng ký chấp hành sự sắp xếp hướng dẫn của ban tổ chức và lực lượng bảo vệ chợ qua. Mai thấy nở nhiều lắm á, bút bút hết trơn, sắp nở hết trơn rồi nè. Tiếp rồi bên bển là cũng nhộn nhịp lắm nha, mình thấy nguyên con đường rất là nhộn nhịp luôn kìa. Đây đang lựa bông giấy. Ồ, mấy bông giấy tán dù đẹp quá ha. Nguyên đoạn này mai không luôn nè. Quá chừng mai luôn.
đây là gầm ha, mấy con gầm thấy đẹp ha. Mấy con gồng tạo hình những con gồng bằng những cây hạnh để mình đảo qua đó coi coi cho các anh xem nha. Mấy con gồng ha, rồi đi tiếp thôi. Này thấy nhiều người ta ghé lắm mua những cái đồ mà chẳng hạn như là bao tay hay là về kẹp nơ được kia, đồng giá 2.000. Bên đây là những cây hoa sứ, hoa biết gấp chưa, mấy cái hành bự bự không luôn nè, quá chừng trái luôn, trái bự bự không luôn. Đây còn mấy cái kiển bonsai, mấy kiển bonsai ở đây là dạng thọ màu gà đẹp quá chừng đẹp luôn. Mai rồi những cây trường sinh hay sống đời nè, mai năm nay mình thấy là hoa nụ rất là đều luôn nha. Đó, rất nhiều cây ra nụ rất là đều luôn, nụ tầm này tính tết là vừa luôn. Dạng thọ đây là bán đồ điện tử, những cái đồ điện cơ khí nè, dao kéo rồi máy khoan, rồi đi đảo qua anh kia đi tham quan tiếp thôi cả nhà ơi. Đảo qua anh đây, đây là đường N2, ở đây cũng có mấy cái chậu bông giấy hết rất đẹp luôn nè. Đây cũng để mai nhiều lắm nha, mai nụ rất là bự đẹp luôn, màu gà. Con trang hình thông đẹp lắm. Hai cây mai này mình thấy là vẫn chưa ai hốt nha, bự lắm. Cây mai hết biết đẹp luôn, gốc rất là khủng luôn á. Gốc rất là khủng luôn. Rồi mình đi đảo qua bên đây coi, bên đây coi. Đây là để cúc mâm xôi. Năm nay mình thấy trưng bày cúc mâm xôi cũng ít chứ không nhiều á. Số lượng cũng ít lắm, cúc mâm xôi với lại dạng thọ cũng không để nhiều, để lưa nè, chắc lẽ là người ta nhắm chừng á. Ồ, đây có những cái trái nè, hình trái dừa à. Trái dừa rồi viết khắc những cái dòng chữ như là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nè. Này cũng có cây mai rất là khủng nè. Ở đêm hôm qua em có ghé thăm rồi đó. Cây mai khủng lắm, hết biết cây mai luôn. Đây cây khế cũng bự lắm, khủng khiếp cây khế luôn á. Chỗ này thì đông lắm nha. Nhiều người đang nghiên cứu những cái cây về con giấy nè. Con giấy.
dây rất là nhiều màu luôn. Nhưng mà đặc biệt mình thấy có đây có màu tím tím đẹp lắm. Cho cả nhà xem kỹ hơn màu tím đó nha. Quá chừng đẹp. Bông giấy màu tím. Đây là những cây màu đỏ nè, màu vàng. Chậu gọn gọn này mình mua 2 chậu về trưng ở nhà mình vừa rồi nè. Hoa giấy luôn. Đẹp ha. Nhưng mà mình thấy đẹp nhất là cây màu tím này nè. Cây gốc bự lắm nha. Nó biết bự luôn. Hai cây màu tím. Thì bên đây em thấy là nó hơi thấp hơn mình kim chiên xíu. Đây thì cao hơn trên kia xíu. Quá chuyện đẹp luôn. Rồi đi tham quan tiếp với em nữa nha. Bình bản cũng vậy, cũng có mấy cây hoa giấy rất là lớn luôn kìa. Nguyên dàn nhỏ ngoài là 200. Đây là khu vực của chợ La nha. Khu vực chợ La nha cả nhà. Phát lo la bán giày, dép, quần áo đủ loại luôn. Đây cũng bông giấy nữa nè. Đây cũng có mấy cây mài, gốc mài rất là lớn luôn nha cả nhà. Khủng khiếp luôn á. Có cây lê kim ma kiển nữa nè. Này cái mai này là mấy lần cũng khủng khiếp nhất rồi nè. Cái mai có quấn dãy đỏ nè. Còn đây là mấy cây hoa cúc, bông cúc. Đây hả là hoa giấy. Đây có một chợ la rồi, la dữ dội la luôn. Ở ngoài rất là ồn luôn. Tại vì người ta phát lo nhiều live stream luôn kìa. Đang live stream trực tiếp luôn. Mười ngàn chậu bông. Thì mình chạy thẳng hướng này là mình sẽ đến được cái khu vực của cái đài truyền hình Tiền Giang nha cô chú anh chị em. Cô chú mình có thể nhìn thấy được cái tòa nhà rất là lớn á. Ở trên tòa nhà của đài truyền hình Tiền Giang. Rồi quỳnh trở lại nha các nhà. Đây thì người ta hết bán rồi, vắng rồi. Phía bên này thì cũng có một số cô cũng đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ rồi. Giờ 9:30 gần 10 giờ rồi, khuya rồi. Quá chừng đông luôn, coi cả nhà mình xem gần cảnh nha, hình rất là đông, độ đông như nào nha. Rất là đông. Trong là khu vực này, đoạn này thì bán về cưa, kéo, kìm, mỗi lớp vân vân. Này hoa giấy nè. Màu gà. Rồi hồi cúc. Đó. Vàng thọ. Mai. Đây thì cốt đó. Quần áo. Mấy đồng giấy này. Đây hết biết đẹp luôn.
cái này nhìn giống như một cặp nè cả nhà, đó một cặp nè, chung một kiểu chậu luôn nè, đó bên đây với bên bển thì rất là đẹp luôn ha. Rồi đi tiếp thôi. Thấy không biết là quấn ba này để làm gì không biết nữa, quấn mấy cái sơ dừa nè, chắc là cái dụng ý gì đó cho đừng héo cây hay sao á. Này cây nhãn nha, em thấy lên đột nhãn nè, đây là những cái con công đó, này con công hai con, một cặp công. Bán đồ chơi nít nè. Ở phía trước khu vực đó là khu vực của cái quảng trường chính á, quảng trường Hùng Vương, Tiền Giang, Mỹ Tho á, quảng trường rất là rộng lớn luôn. Ở trong trỏng thì cũng đang thi công ở bên trỏng á. Rộng lớn lắm. Em đã là lẳng cho cả nhà cùng xem nha. Và khu vực này khu vực chơi các bé nè. Chơi những cái xe điện nè. Quá dữ dằn luôn ha. Bên trong thì đang thiết kế con rồng mà mới nửa chừng nghe có sự cố diễn ra hồi sáng hay là hồi trưa này nè. Là con rồng bự nhất đó. Nó đang bị lúc vận chuyển về đây nè, nó bị rớt xuống, nó gãy ngang á, thì không biết xử lý như thế nào, đang sửa chữa ra sao đó. Bên dưới thì em hãy để những cái chậu hoa dừa màu trắng nè, bên trong là những cái chậu cúc mâm xôi. Rồi bên trên đây để những cái điện gió nè. Giống như chang như biểu tượng của Gò Công Đông vậy đó. Gò Công Đông điện gió. Con rồng này đang rất là hot luôn nè. Bị sự cố lúc mà vận chuyển, em hay nghe nói trên mạng xã hội người ta chụp quay lại được á, gãy còn nửa thân lúc vận chuyển. Bên kia mới sâu bên trong là cái đầu con rồng á, sâu bên trong á. Hiện tại còn đang chắc là đang để sửa chữa lại cái con rồng này. Rất đông các bạn đang hiếu kỳ người ta về đây người ta tham quan coi thử coi như thế nào, con rồng ra sao nè. Đây, góc nhìn này cả nhà thấy rất rõ hơn nè. Cái này phần đuôi với nửa thân nè, còn cái phần thân giữa thì nó mất tiêu rồi, chưa lắp ráp với lại nó bị sự cố đó. Còn phía lúc đầu đằng kia là nó đầu rồng, đây là những cái cánh của điện gió nè, biểu tượng của ở Gò Công Đông, biển Gò Công Đông của Tiền Giang nè. Ở Tiền Giang mình cũng có lắp cái điện gió này cả nhà. Khu vực của em nhớ hình như Gò Công Đông hay là Tân Phong gì đó. Bên trong thì vẫn còn đang thi công cho nên mấy cái bông còn hơi lộn xộn xíu nha, chưa có lắp những cái chỉ giỏ bông đủ vô đây nè. Còn một số bông chậu vẫn còn hiếu, còn trống trống vô đó đó. Trong vẫn đang thi công nhiều tiểu cảnh lắm, vì cái khu vực của quảng trường nó rộng lắm. Ở chính giữa thì ta sẽ để trống để làm cái nhạc nước mỹ thuật á. Nhạc nước đó thì nó chạy theo cái nước, cũng như là đèn led đó, nó sẽ theo cái đèn led luôn, và theo cái nhịp nhạc luôn. Nước và đèn led đều theo nhịp nhạc luôn. Hy vọng là sẽ sớm xử lý xong sự cố này để hoàn thành cái dự án này, đường hoa sưng cho bà con mình ở Mỹ Tho với là các du khách thập phương thôi về đây tham quan chơi trong dịp Tết 2024 này.
Rồi cùng em đi di chuyển ra phía trước nữa nha. Mình còn di chuyển một đoạn nữa mới ra được phía đầu đường cửa giao với dòng xây Hùng Vương, quốc lộ 50 á. Rồi cùng tiếp tục xem một vài cây kẽm, hoa kẽm khúc đoạn đường Hoa Sưng của Mỹ Tho, Hùng Vương, Tiền Giang này nha, đổ ra ngoài phía trước nha cả nhà. Này mình thấy trồng mai, mai rồi với chiếu thủy nè, mai vàng, mai chiếu thủy, mua được hai chậu hoa nè, rồi mâm xôi. Đoạn này cũng trưng bày những cái mai chiếu thủy nè, rất là đẹp luôn nè, tạo tán là kia rất là đẹp luôn, có bán những cây bắp rồi cây lúa nữa, chữ vàng thiệt, cây lê ma. Góc đường này cô chú có nhìn thấy được cái hình ảnh của cái đường trong khu vực của đường Hoa Sưng Tiểu Cảnh nè. Chúng ta cùng xem trong bên trong đó nha. Hiện tại vẫn đang thi công á, đây là một cái góc bên hông của một trong những cái tiểu cảnh ở khu vực của đường Hoa Sưng Mỹ Tho Hùng Vương. Cả nhà mình nhìn thấy cái tiểu cảnh á. Đang thi công chưa hoàn tất. Đây cũng có cây mai rất là lớn nè cả nhà. Thì có cây tuyết sơn mai tán đẹp á, tùng, hạnh. Đây mình đổ ra đường trước rồi. Đây là cổng vào của chợ Hoa Sưng Mỹ Tho Tiền Giang. Hôm nay em thấy là rất nhiều người quan tâm đến vụ việc tai nạn của con rồng bị tai nạn phía trước này, phải nói là xe khu vực đầu xe ô tô rất nhiều luôn nè. Mấy năm trước thì em thấy là người ta làm cái đường Hoa Sưng dài tới ngoài đây luôn nha. Không biết năm nay người ta có làm tiểu cảnh dài tới ngoài đây hay không, mình cũng chưa rõ nữa. Ngoài đây hai bên đường vỉa hè thì người ta bán những cái quán nước, rồi những cái quán bánh tráng trộn vân vân, rất nhiều luôn. Các bạn trẻ thì cũng hay ra đằng trước này là ngồi nhiều lắm. Ở hai bên vỉa hè bên đây rồi bên kia nè. Còn ở đây là cái dòng xây Hùng Vương tại quảng trường Tiền Giang nè. Mình đi chạy hẳn về bên bển thì mình sẽ đổ về trung tâm thành phố Mỹ Tho trên chạy trên đường đại lộ Hùng Vương. Còn nếu mình quẹo trái thẳng về phía dưới thì mình sẽ chạy trên tuyến đường quốc lộ 50, sẽ đổ về chợ gạo Gò Công. Còn mình đi hướng ngược lại bên cánh phải nè, trên đường quốc lộ 50 này thì mình sẽ đổ ra ngoài quốc lộ 1A. Ra quốc lộ 1A nha cả nhà, để về Sài Gòn, về cầu Mỹ Thuận, về Vĩnh Long á, nhân dân, về Cai Lậy, Cái Bè, nhân dân á, là hướng này nha. Và video của em thì cũng hơi dài rồi, hôm nay em cập nhật về tình hình cũng như là diễn biến của chợ Hoa Sưng. Bên cạnh đó là những cái thông tin, những một số thông tin về cái vụ việc cập nhật cho cả nhà biết được cái vụ tai nạn cũng như sự cố mà hồi trưa này xảy ra đối với con rồng để làm tiểu cảnh trong đường Hoa Sưng của chợ Hoa, chợ Hoa trong đường Hoa Sưng của Mỹ Tho. Chợ Hoa Sưng thì hôm nay thì cũng mấy buôn bán nhiều và bà con nhiều người cũng đã đi tham quan cũng như đi mua hoa nhiều, nhưng mà số người ta đi thì nhiều, bên cạnh đó mà số người mua hoa cũng ít chứ không có nhiều đó. Hôm nay là
22 Tết nha cả nhà. Cũng như là em xin gửi lời chúc một lần nữa, chúc cho toàn thể cô chú anh chị em, quý vị khán giả gần xa đang xem trên truyền hình nhiều tập nét đẹp miền Tây của em có một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy sức khỏe, năng lượng cũng như là thành công trong năm mới. Và nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn mình, quý vị gần xa mình ở những video clip tiếp theo của em nha.